chào cô chú và các anh chị. Hiện tại thì tôi đang đứng tại đại lộ Hòa Bình. Đây là đường Ngô Hữu Thanh. Phía trước là bưu điện trung tâm thành phố Cần Thơ. Đây là khách sạn Minh Kiều 2. Đây là vòng xoay đại lộ Hòa Bình. Phía trước thư viện trung tâm thành phố Cần Thơ. Đây là Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Và trong video clip này có điều gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Những con chim đang chuẩn bị đến giờ ăn. Người đàn ông này đang làm gì? Mọi người hãy quan sát luôn. Người đàn ông làm những công việc không ai làm. Đều đặn vào mỗi 6 giờ sáng hàng ngày và 12 giờ trưa. Một công việc nhỏ bé nhưng không phải ai cũng làm được. Chỉ có những con người có lòng yêu động vật. Tên gì chú? Chú là Nguyễn Văn Chương. Dạ. Năm nay chú là đúng 57 tuổi. 57 tuổi là chú quê ở trong An Bình, ở trong cái căn đó. Nhà góc gác nhà cửa, còn chỗ làm ăn ở đây đó là chủ tư quan, đây là người ta để mình sống, mình để nhờ là để bán buôn bán kiếm. Dạ. Ai hỏi tôi đó lý do là sao mà một câu nó biết chữ, là tôi nói cái đó là hi hữu, tôi cũng không có ngờ nữa là cái năm 2014 đó, cái đường lộ này ta đặt công phải làm giữa lộ nè, là hại xe cộ đâu chạy được, phải chạy lên trên lề chỗ ăn này nè, lúc đó căn hàng Đông Á này đó nó cũng có vào gì nè, mình nghĩ mình không dám cho trong này, cái tôi cho ăn ngoài không à, cái bắt đầu xe chạy hoài nó ăn gì được, nó nhát nữa. Cái tôi mới bồn buồn, tôi mới lấy cây viết Phúc Long á, tôi mới viết tôi nói thức ăn của các bạn ngày mai giờ về Hội đồng Nhân dân cách bưu điện 50 m, tôi để thử thì thôi, tôi nghĩ tôi dở chứ, tôi để nhà chủ góc sau đó, sao không biết sao nó biết chữ không, tôi không biết. Sáng 5 giờ tôi ôm bển tôi làm đây, nó bay qua lên trên bọt hết trơn luôn à, tôi nói ủa nó biết chữ này vậy, cái tôi mới cho ăn ở chỗ sạch đó đó, cho ăn được 3 bữa 4 bữa, mấy bà chim tôi làm chim đó mình thấy đó. Ăn là bỏ vỏ nè, tôi thấy không, tôi chặt những ăn rồi bắt đầu ha, tôi biết không, xe của ship đi đó, nó giống như mà một chân gắt lên đó, cái trọng án đấy, chú, nó nói chú nghe là giờ chú chìm, chú toàn chịu, đó cái gì con, cái nó chỉ gì, đó chú nhìn thấy chiếc xe không, mấy ship đi mà giờ, đĩa mà nó chặt như là bột vậy đó, cái tôi quá hổ chân, tôi ra tôi lấy tôi đặt cho tôi viết ở trên cái chỗ đó, tôi nói thức ăn của các bạn ngày mai giờ về vị trí cũ cách Hội đồng bên bưu điện 50 m, tôi viết nhớ vậy á, thiệt 5 giờ không giống không qua nữa, tôi nói trời vậy nó biết chữ rồi trời, mình viết nó không qua, nó đi qua đi lại đây, nó đi cho chiếc cửa đó, nó dòm tôi, nó dòm tôi cũng như là xuống đói rồi đó, cái tôi nói đi bỏ đi rồi tôi qua cha, cái tôi mới đứng vô trong Đông Á nè, tôi đứng tôi giữ nó đặt cho nó về nó dạng đó cho nó ăn, xong là được đâu thời gian 1 tháng 2 tháng gán chịu đựng cái đường lộ này làm được rồi mất rồi. đó tôi nói bởi vậy hỏi tôi sao mà một câu đó nói tôi nói là tôi đâu biết có láo nó giống cái gì, tại vì mình tính nghĩ là như vậy thôi. Tôi nói mai nè bưu điện này nó sẽ chuẩn bị tu sửa lại nè, không biết làm sao chỗ này nó nữa, có thể là tôi để thử nó một lần nữa. Tôi nói giờ chắc tôi qua ở bển cho anh ăn, tôi sẽ di chuyển nó qua bển để các bạn nó thức ăn của các bạn giờ về bên nội đồng trước sông nội đồng 50 m. Đó là tôi chiếc này là tôi định làm thử coi. Tôi nói đây một vài tháng nữa là bưu điện này nó tu sửa lại rồi, mình sợ không có chỗ ăn rồi. Tôi thấy mình làm nó khỏe, mình thấy cái công việc của mình cứ hai nó đỡ, cái chương trình của mình không còn đi chơi mà cái tiếp xúc giữa bên ngoài nữa. Bởi vì dòng họ bà con không nhỏ khi muốn mờ mình gì đó, ta có thấy mình coi chơi trên đài đó, cái nó không chạm giùm mình đi đâu mình được. Giống như mình có con nhỏ, có một cái thành viên trong gia đình mà đi tội nghiệp nó lắm. Rồi nhiều khi tôi đi lấy kiện về ha, tội nghiệp nó nhằm bữa cái trung bên rồi nha, nó xuống không có mình, nó quá trời đông đó. Cái tôi về tôi thấy trời ơi, nó thấy tôi nó bù qua bển, cái thấy tôi qua tôi đổ cho nó ăn. Bởi tôi nói làm gì làm, về tới là mệt nhập bất cứ chuyện gì, thấy giống như là nó mà con cái như cái người thân của mình mà thấy mình mừng vậy, tự nhiên cái mình xua tan đi cái mệt mỏi. Lo trước mắt là lo cho nó ăn trước đi, rồi hạ tính gì tính, hạ làm công chuyện làm, rồi dù công chuyện bê bối gì cách nào mình cũng phải quản lại cho nó ăn trước. Như hôm qua về cái buổi trưa tôi 10 giờ tôi đổ sẵn, tôi về hôm qua tới 3 giờ 4 giờ tôi bỏ đồ xuống rồi bắt đầu nó đi qua bển, nó chân nó đứng ở ngoài đi qua đi lại, tôi cho nó ăn cái bắt đầu tôi thấy tội nghiệp đó. Có nhầm lúc nó nhiều quá đó, rồi cái xe ta chạy bắt cẳng nó cán nó lồi luôn. Thật ra tôi sợ, nhiều khi mình sợ nó đấu rồi nó đi nó đi tới đi luôn chạy, rồi xe đông quá nó rồi xe chạy. Thật ra tôi thấy đó giờ tôi không đi đâu, canh giờ tới giờ chắc tới 12 giờ thấy không? Tôi thử coi cái này. Tôi làm biếng canh tôi vô bắt ghế tôi ngồi ngồi ha, bu vô trong này. Nhưng mà đó là giờ này là nó ăn là nó đi chơi, nó đi dạo giống như mình đó, là tập dưỡng sinh đi chơi ăn cho có mà đi đó. Đó là một cái hồi chút xíu lại ăn, là cũng như mình chỗ này là mình cái chỗ là để cho nó tự do, nó muốn ăn thì đó gạo, bánh bò, lúa. Bởi nó nói ông sang mà chợ cho cái lúa được. Trời nó cũng như con người Nam mình ăn cái gì mình cũng chán mình ngán, mình tự nghiệp mình thương nó cũng thương mình cái gì nó cũng biết. Để bởi vì mình nhiều khi muốn cho nó gần gũi thì mình bánh bò tôi lúc trước tôi còn để lên mình mè nó, nhất là mè nha, tôi đổ lên tôi để lên cái cháo vậy nè, tôi để nên giờ nó bay lên đó nè. Cái nhầm bữa cái lúc cái thời gian lúc nhầm con nó bệnh á, cái mình thấy mình sợ quá mình không dám làm gì nữa, mới từ đó sao thôi kệ nó dạng với mình được rồi, nó nhát với người ta mình cũng đỡ. Để thôi ở đây tôi giúp nó phá hoạch đi lắm, có nhầm người cái lợi sinh không cho nó lấy cây nó phan nó liệu nó chậu không. Bởi vì mình nhiều khi muốn lên gì làm cho người ta thấy có cái sự của người ta hiểu biết đó, nhưng mình muốn tạo dựng một cái thành phố này đó, đi qua đi lại nhằm người ta thấy ta khen, người ta nói ở thành phố mình có đô thị ở giữa trung tâm, có một cái cột câu nó quy tụ lại, thấy nó đẹp mà làm gì mà ai cũng thấy nó là có cái niềm vui hết trơn á. Nó bởi vì 10 người đã thấy đó là ai cũng thấy, còn ngộ á, con một câu nhìn thấy là ta thấy có cảm mến nó liền. Vào năm 2012 là lúc đó cái cơ duyên đó là tôi cũng phát sinh, lúc đó có xe bánh bò của tôi đó. Cái lúc đó là tôi mới buồn đó, lúc đó là chim không à, chim nó bay xuống như nào ngộ lắm, cái mình búng ra gì cái nó làm cái giống như con diều hâu đó, nó xớt cái nó mau lắm. Thành ra tôi cho nó ăn bánh bò ăn rồi bắt đầu tự sao lúc đó cái ngày đó có 1-2 con bồ câu nó bay lại, nó lỡ có 1-2 con à. Tôi nghĩ là cũng như mình nuôi chơi vậy thôi, biết mời lại tới 5-6 con, mời lại nó riết lên tới gần mấy chục con. Cái tôi nói không lẽ cơ duyên mình tới rồi, tại vì mình cũng nghe ông bà nói mình đó, là phước đức của mình tạo có, ta nói gặp người không bao giờ lại gần gũi với nhau là một câu mà nó thân thiện với mình, là mình chứng tỏ là mình có cái sự công đức của mình làm. Thôi mình cứ làm đây là mình làm cái nguyện hiệu của mình để cho mình là cho được có những sự may mắn cho mình. Tại nghĩa nó chim bồ câu đó là nó hòa bình, nó làm cho những người nào mà có cái sự mà thương mến nó cho nó vui vẻ, nó hòa bình. Thành ra mình thấy gì cái tôi mới tìm ra cái lúc đó cái tôi không biết ăn cái gì, nó chưa cho ăn lúa, nó cho ăn coi mè với bánh bò không à. Cái tôi mới suy nghĩ, tôi hỏi người ta bồ câu ăn gì, hỏi ta cái nhầm người ta dẫn chơi mà mình đâu có biết. Bồ câu ăn đậu xanh, nó mua đậu xanh cho nó ăn đi, Cái tụi nó thấy gì tụi mua đậu xanh, tụi ghiền ra xong nó không ăn. Sao ta nói đậu xanh, bồ câu nó ăn bò đậu xanh mà sao tôi ăn không ăn. Cái tôi suy nghĩ cái gì đó, cái tôi đi đám ở bên Vĩnh Long, thằng em tôi đó nó có nuôi bồ câu. Nó nói ơi, mày cho ăn cái gì, nó tự cho ăn lúa. Sao mà nó kêu tao cho đậu sao tao cho nó ăn không ăn. Cái đấy ta chọc ông đó, bồ câu nấu cháo đậu xanh là ăn bát với cái nhói. Tôi nói trời ơi hèn chi vậy hả. Cái tôi mới về tôi mua lúa cho nó ăn thử, tôi mua có 1 lít à. Về cái nó ăn xong mà buổi sáng nó lợ, buổi đó nó lợ đâu 30-40 con nó ăn buổi sáng không mà cái thấy sơ ngang rồi tới chiều không đủ. Cái tôi mua 2 lít rồi lên tới 3 lít. Cái bắt đầu nó nhiều quá rồi bắt đầu thôi tôi nói bây giờ mua lẻ tới 12.000 một ký lận. Cái tôi mới đi dọn, tôi hỏi chỗ cái người ta nói thôi chú cho lòng phước vậy thôi, tôi bán cho chú có 10.000 thôi, tôi đem tới nhà cho chú. Chú làm công đức, người ta cũng làm công đức. Cái đầu từ đó ta đem lại tới nhà, mỗi 1 tháng là 1 bao. Mình tính là quân bình 1 tháng ăn 1 rau cũng đủ rồi. Bây giờ mình không biết được, lúc nó nhiều lúc nó đông nó ít đó. Rồi bánh bò là mỗi 1 ngày là 2 bịch, sáng 1 bịch, trưa 1 bịch là nó 10.000 là 20.000. Bánh bò nó nghỉ rồi, xe bánh bò nghỉ rồi, giờ phải mua ở ngoài vậy đó. Mà mua không biết không, cái này là phải gối đầu mới được. Bánh bò mới tôi đem về là nó không ăn, nó dính lỏng như nó cái khẩu vị của nó vậy á, nó không có lên men chắc gì á. Cái thức mà nó dính nhẹo hết trơn nha. Cái sau bữa đó tôi để bữa sau lại thì qua bữa sau lại nó ăn. Cái tôi nói à vậy là chắc nó làm mình theo dõi chương trình đó. Cái tụi mình mua cho đến giờ này là mua hôm qua nè, để tới này rồi lát nữa kéo xe đi lại tới chỗ bánh bò. Cái nó đem lại 2 bịch là mình để tới ngày bơi nha, rồi tới ngày bơi nữa cái mình mua tới ngày mốt vậy. Cái gói đầu là cứ mỗi 1 ngày là 20.000 bánh bò. Lúa 1 ngày giờ nó lên tới 4 kg rồi, mình tính như để nhầm 1 ngày là 60.000 rồi đó. Chạy nhầm là 1 tháng cũng 1 triệu mấy. Có đôi lúc thì mình kéo xe đi, người ta cũng coi trên mạng đó, cái người ta thấy gì người ta cũng gửi cho 50, 30, 20. Thôi giờ từ thiện của người ta cho thì mình nhận, lúc đó thì mình cũng ngại quá, mình không có nhận. Cái người ta nói ôi ông lấy ông xài cũng được, yêu cầu ông cho nó ăn là được rồi, tại cũng tiền từ trong túi ông bò, ông làm ông ra ông cho nó ăn, rồi tôi để trong đó. Cái mình nói là dạ cái phước đức rồi chung hết trơn đi, chứ ông cho ăn phải đâu không lấy thì cái đó là nó. Thì lúc đó là Đài Chị Minh TV ở ngoài 80 ở Hà Nội vậy đó. Tôi vô phỏng vấn quay phim rồi mấy cổ cho tiền định. Rồi cái mình cũng thấy, nhưng mà tôi cũng muốn mong sao cho những người mà coi được cái chương trình của mình đó, là người ta có hướng thiện đó, để cho người ta đừng có cái những người coi đó, người ta thấy gì ta không muốn bắt bớ, người ta phá thấy đó. Mình để cho nó ngàn nó đe đông cho nó dạng, cho nó để cho nó được thoải mái, để người ta đi qua đi lại. Mỗi buổi sáng người ta tập thể dục dưỡng sinh, hay những người nước ngoài ta đi qua là cái đây là mình thấy trung tâm giữa này là nó thấy đông đảo lắm. Tôi thấy nhiều khi mình thấy mình hạnh diện mình vui nữa, còn mình quên hết đi cái công lao cực khổ của mình đó. Còn tại vì thứ hai nữa là cái này nó cũng là cái cơ duyên, chứ ai làm được như ông đâu, có vợ có con có gia đình phải lo, chứ đâu có phải tranh thủ hàng ngày hàng đêm hàng là đúng giờ giấc nó đang. Tôi cũng làm nhờ trời cho mình cũng có gia đình, tôi cũng làm cái công đức đó, mình cũng thấy mình hướng thiện thấy nó hay hơn là cái xã hội bây giờ. Mình thấy nhiều cái nó phức tạp mình sợ lắm, chứ trong gia đình ở trong nhà con cháu anh em chị em mình phải thấy đề về cũng ấm cúng. Rồi từ đó anh em chị em mình thấy mình làm cái công đức, chị em mình con cháu mình cũng hướng theo mình. Rồi cái phát tâm có cái sự mà điều họ có cái chuyện mà không có như kiểu xã hội bây giờ vậy đó. Bây giờ tôi có thấy gì cũng hay, nó cũng có rồi đúng lòng cái chuyện rồi. Thành đó tôi cũng làm bằng có tiền, tôi nguyện cầu cho tôi xin trời cho tôi hay là cho tôi mạnh khỏe mạnh giỏi hàng ngày hàng đêm. Tôi làm tôi cầu nguyện vậy thôi, 2 giờ là tôi phải công phu rồi. Rồi tới sáng là tới 4-5 giờ là tôi chuẩn bị xuống đây sửa sản. Mình làm trong cơ quan đó người ta có trả lương, nhưng mình lấy cái công lợi mình lại người ta mới cho mình ở được. Mà gần 20 năm rồi đó, 20 năm mà mình đã ở, mấy cô chú ở trong này người ta thương tình, người ta thấy mình không có một cái vấn đề gì hết, thành ra người ta thương cho mình ở. Cái cơ duyên nó cũng gặp được thì cũng có, cái đó khó hiếm lắm nha con, bởi vì mình thấy đó cái mình gắng mình làm một cái trách nhiệm của mình, làm một cái gì cho nó hoàn hảo để xã hội dưới đời người ta cũng nhìn thấy được, là mình mến mộ mình. Bởi vì nhiều khi mấy người ta cũng lợi ta cũng nói tụi điều chú á, không biết chừng nào nhiều ở nước ngoài ta cũng gỡ về cho nó hỏi thăm rồi không biết chừng nữa. Rồi công việc hàng ngày của chú là đi bán cây kiểng hả? Đi bán cây kiểng xong là về nhà, rồi bắt đầu xong sáng trưa chiều nha, rồi tới sáng tranh thủ làm sao ở cơ quan cho nó sạch sẽ, nó tôm tách nghĩa là mình nhiệm vụ của mình rồi vậy đó. Rồi chúc chú sức khỏe nha, để có tiếp tục cống hiến cho xã hội nha. Thì mình phải làm sao cho xã hội cho nó được có việc tốt đẹp, cũng như là những cái gì đó, những cái tốt đẹp mình làm, ví dụ cái gì mình được hưởng được cái nấy. Rồi mình cũng mong sao cho mọi người cũng được ủng hộ và trợ để chính sự của mình. Tuy đôi lúc mình có thể mình đáng nghiệp lắm. Vậy là một ngày mới tiếp tục với công việc hàng ngày của chú.